giới thiệu chương trình học của VSchool. Tầm nhìn chương trình. Chương trình giáo dục của VSchool kế thừa những điểm tiên tiến nhất của các chương trình nổi tiếng trên thế giới, với mục tiêu đào tạo học sinh VSchool trở thành những công dân toàn cầu có tinh thần hội nhập cao, mang trong mình bản sắc văn hóa Việt Nam và lòng tự tôn dân tộc. Chương trình các môn học của VSchool được thiết kế dựa trên các nghiên cứu bài bản khoa học, đảm bảo tính thống nhất từ chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và đánh giá. Học sinh VSchool không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện và phát triển phẩm chất và thái độ, tư duy phản biện, kỹ năng hợp tác và lãnh đạo, khả năng kiến tạo và đóng góp cho xã hội. Tổng quan chương trình. Các môn học tại VSchool được tổ chức theo mô hình 6 lĩnh vực, gồm lĩnh vực ngôn ngữ, lĩnh vực giáo dục cá nhân, lĩnh vực khoa học xã hội, lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin, lĩnh vực toán và lĩnh vực nghệ thuật. Mỗi môn học trong từng nhóm lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn học, vừa nâng cao các kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh. Bộ kỹ năng thế kỷ 21 này được biên soạn bởi tiến sĩ Lance King, chuyên gia hàng đầu thế giới về giáo dục kỹ năng cho học sinh, tác giả. Của những chương trình được giảng dạy rộng rãi tại các trường quốc tế trên 160 quốc gia. Bên cạnh các môn học truyền thống được triển khai theo hướng đổi mới của Bộ, gồm tiếng Việt, ngữ văn, lịch sử và địa lý, VSchool nghiên cứu và lựa chọn các chương trình quốc tế để giảng dạy cho các môn khoa học, công nghệ thông tin, tiếng Anh, toán, viễn cảnh toàn cầu và thực chất. Học sinh hệ nâng cao được học các môn học này bằng tiếng Anh bởi giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm quốc tế, và học sinh hệ chuẩn được học chương trình Việt hóa của các môn học này. Điểm nổi bật trong mô hình chương trình của VSchool là sự chú trọng vào việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng phẩm chất cho học sinh. VSchool đã hợp tác với những chuyên gia giáo dục hàng đầu quốc tế và Việt Nam để thiết kế các chương trình dành riêng cho VSchool, gồm có giáo dục công dân toàn cầu, Việt Nam học, kỹ năng phẩm chất, âm nhạc, mỹ thuật. Giáo dục công dân toàn cầu. Chương trình giúp người học trở thành các công dân toàn cầu trong thời đại mới, hướng tới xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và an bình hơn. Học sinh vừa có cơ hội nghiên cứu về những vấn đề nóng đang dịch. Thank you.